Không biết là chị đang có nhu cầu tìm kiếm sản phẩm nào để em tư vấn giúp chị ạ? Ừ, em hôm trước chị có mua cái bếp này này, chị thấy dùng rất là ok đấy. Nhưng mà hôm nay thì chị muốn quay lại chị tìm cái sản phẩm nào đó để mua tặng cho mẹ của chị. Thì em có cái nào phù hợp giới thiệu với chị? À, vậy thì chị có thể là tham khảo qua cái bếp lẩu này bên em. Nó cũng là của hãng bia đấy chị ạ. Như chị đã thấy thì cái nồi này là có màu sắc rất là bắt mắt, cho nên là phù hợp với mọi không gian bếp chị ạ. Cái nồi này thì có dung tích là 5 lít với cả là công suất là 1500W, cho nên là phù hợp với những gia đình đông người. Hơn nữa là chất liệu của nồi làm bằng chất liệu cách điện và cách nhiệt, cho nên là nhà mình mà có trẻ em thì cũng không cần lo lắng đâu ạ. Bên cạnh đó thì cả bộ sản phẩm này là gồm một nồi lẩu và một bếp điện tích hợp cho mình luôn. Thì rất là tiện cho mình trong việc vệ sinh và cũng rất là tiện lợi khi mà không cần phải là mua riêng một cái bếp từ bên ngoài. Và bếp điện này thì có nút để mình có thể là vặn và có cả chế độ giữ ấm nữa. Thì khi mà mình ăn lẩu thì mình cũng không lo là đồ ăn bị nguội, lúc nào cũng là rất là nóng sốt và thơm ngon ạ. Mọi người ơi, hôm nay thì vừa sáng nay thôi mình có lượn qua Homex và mình có mua được cái nồi lẩu này. Các bạn này nhìn xinh không? Vì nhìn thấy nó xinh quá cho nên là trưa nay về là nhà mình trần luôn em nồi lẩu này. Cả nhà có một bữa lẩu rất là ngon và tiện cùng với cái nồi này. Mình thấy dùng thích quá cho nên là phải review ngay cho các chị em, để các chị em nào muốn quan tâm thì có thể tham khảo nhé. Đây này, các cậu ạ, cái nồi rất là gọn gàng, rất là nhẹ và đặc biệt là cái tính năng của nó ấy, mình vệ sinh rất là dễ và sạch sẽ. Đồng thời là mình không phải no là bị đang ăn bị ngắt điện ý. Bởi vì bình thường là mình dùng nồi lẩu là hay bị ngắt điện đúng không? Nhưng mà hôm nay dùng cái em nồi này thì chẳng bị ngắt điện lần nào cả, sướng luôn từ đầu đến cuối. Đó, và vệ sinh sinh thì rất là dễ dàng. Nó có cả cái nút giữ ấm này. Tức là khi nó cứ sôi lên xong là chuyển về chế độ giữ ấm là nó nóng suốt cả quá trình mình ăn lẩu. Và như vậy thì mình thấy là nó cũng rất là tiết kiệm điện nữa. Đấy, cho nên là hôm nay phải review luôn cho các chị em. Nếu như chị em nào muốn quan tâm và muốn mua cái sản phẩm của cái hãng bia này thì nên tìm những cái địa chỉ uy tín. Và hôm nay thì mình đã mua cái này ở Homex. Nếu các bạn có thể tham khảo cái sản phẩm này trên website của homex.vn.